Trung tâm điện tử Phán Quyết Audio Lý Nhân Hà Nam xin mến chào tất cả các bác. Và hôm nay là một buổi sáng của ngày 20 tháng 3 năm 2021. Thì trước mặt các bác đây là một trong những em đẩy đến từ thương hiệu TG Aquatic. Có model là LA650G, một trong những phiên bản trong suốt thời gian qua đã làm mưa làm gió trên thị trường. Và những em đẩy hai kênh rất phù hợp với những kết ghép với những cấu hình cao kê gia đình. Hai kênh đạt công suất là 650W trên một kênh, tổng hai kênh là 1300W. Các bác có thể oánh kéo được một đôi full bát 40 nhiều giờ, không hề biết mệt mỏi. Và đây là hàng mới nguyên hộp, hàng chính hãng của công ty. Và trước mặt các bác đây là một trong những sản phẩm phải nói là trong thời gian qua quá tuyệt vời luôn. Và một trong những sản phẩm hàng mới nguyên hộp, và em sẽ bây giờ sẽ khui ra để các bác chiêm ngưỡng những sản phẩm phải nói là được thiết kế rất đẹp mắt, và đặc biệt là đưa ra những chất lượng rất là ok, rất tuyệt vời và đẳng cấp. Em sẽ khui ra để các bác chiêm ngưỡng. Hàng mới nguyên hộp, hàng chính hãng, và chế độ bảo hành thì như các bác biết rồi, luôn luôn là 1 năm. Thùng xốp, và được sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá. Chính hãng, sản xuất tại Trung Quốc. Có quét mã vạch các bác nhá. Và sản phẩm được bọc rất chi cẩn thận. Đấy, các bác nhìn, thoáng nhìn các bác đã biết là hàng xịn sò, rất đẹp, rất đẳng cấp và chất lượng. Dây nguồn rất to các bác nhá. Cục dây nguồn rất to, điện 220. Các bác đợi một chút thì em sẽ bê ra bên ngoài và quay chi tiết để các bác xem. Dạ vâng, và bên phía bên trong thì sản phẩm luôn có những cách hướng dẫn, một cái quyển hướng dẫn cách sử dụng cũng như giới thiệu sản phẩm của TG Aquatic. Và đây, sản phẩm thì trước mặt các bác là sản phẩm phải nói là rất đẹp luôn. Ở giữa thì là được trang trí và gắn logo thương hiệu. Bên này ghi dòng chữ LA650G. Đây là tem chính hãng. Và đây chính là âm nút tăng âm lượng hai kênh. Thì các bác sử dụng thì các bác có thể đặt 10 giờ để mình 9 rưỡi 10 giờ để các bác nghe những bản nhạc bolero trữ tình. Và khi các bác hát karaoke thì các bác đặt tầm khoảng độ 1 giờ. Đấy, 1 2 giờ. Đấy, 1 2 giờ để cho cái tiếng hát karaoke, tiếng nó được đanh và đẩy nó được khỏe và tiếng nó trong. Đấy, những tiếng bass, tiếng chép nó căng đét là đẹp luôn. Đấy, hai bên này là hai cửa sổ thông hơi, đẩy những cái hơi làm mát tất cả linh kiện đây. Và công tắc phải nói là rất xịn sò luôn. Công tắc tắt mở đấy, rất đẹp luôn. Quá xịn sò luôn, hàng chất lượng. Các bác nhìn là hàng chính hãng nó có khác. Và em sẽ quay ở phía sau để các bác chiêm ngưỡng này. Ở đây là nút link này. Đây là input để các bác cắm từ những em vang cắm xuống đây. Khu vực các chế độ Mono Site, các bác gạt sang Site nhá, sử dụng gạt sang Site.
Bên này là hai cái dây logic của loa để các bác cắm loa này. Đấy, còn đây là cái dịch cái kẹp truyền thống nhá, âm dương kẹp truyền thống. Đấy. Dây nguồn điện 220 rồi. Và đây là hai cái cửa sổ. Đấy, gió, hai quạt gió thông gió ở đây để làm mát tất cả linh kiện ở bên trong. Đấy. Và các bác đợi một chút nhá, em sẽ tháo ra để các bác chiêm ngưỡng bên trong. Dạ vâng, và em đã tháo ra đây để các bác đỡ mất thời gian, và em sẽ quay gần để các bác xem được nội thất bên trong của em đẩy LA650G các bác nhé. Rất đẹp luôn, nội thất rất đẹp. Đây là cục nguồn đồng, nõi 100% bằng đồng các bác nhé. Đấy, gần 20 phân, phải được 20 đấy bác ạ. Và ở đây là sử dụng là 24 sò Toshiba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và bên dưới là 6, 12. Bên này là 12 nữa là 24 sò Toshiba nhập khẩu. Linh kiện là toàn bằng linh kiện rời nhá, linh kiện rời. Phải nói là quá đẹp luôn, xịn sò chất lượng. Linh kiện rời này thì nó có một ưu điểm rằng là các bác về sau các bác sửa chữa là rất là thuận tiện. Đấy, rất là bền bỉ. Đấy, những con trở rất là to luôn các bác nhá. Và các bác nhìn này, những con trở nó cực kỳ to luôn. Đấy, những con trở nó rất là to. Đấy, trở to cực kỳ to luôn. Linh kiện bên trong của nó là rất là cực kỳ là nét. Sử dụng là 8 tụ lọc nguồn. Tất cả linh kiện bên trong phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Dạ vâng, đấy, phải nói là quá đẹp luôn. Và các bác nào muốn sở hữu thì alo cho bên em với số điện thoại là 0325004686. Và cũng xin báo giá với em này, với sản phẩm này chỉ rơi vào là hơn 4 triệu các bác nhá. Các bác gọi điện cho em để có một cái giá tốt nhất. Và xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em sẽ làm những cái video giới thiệu cũng như quảng bá sản phẩm về TZ hàng chính hãng. Và cũng các bác nên nhớ rằng là hàng TZ một trong những hàng là chính hãng, và chế độ bảo hành là luôn là được 1 năm các bác nhé. Xin chào các bác.